Chào các bạn, trong video trước chúng ta đã tìm hiểu về mạch điện một chiều. Trong video tiếp theo này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp giải mạch điện một chiều. Phương pháp thứ nhất đó là chúng ta sử dụng các định lực cơ bản của mạch điện. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về định lực Kirchhoff. Thì định lực Kirchhoff sẽ có hai định lực Kirchhoff. Thì gọi là một định lực Kirchhoff liên quan đến dòng điện và một định lực Kirchhoff liên quan đến điện thế trong mạch điện. Thì trong định lực Kirchhoff một này, người ta gọi là định lực bảo toàn điện tích tại một nút. Và định lực Kirchhoff một có hai cách phát biểu tương đương nhau. Một cách thứ nhất người ta gọi là theo phương pháp đại số, và cách thứ hai gọi là phương pháp số học. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai phát biểu này của định lực Kirchhoff một. Vì phát biểu theo phương pháp đại số đó là tổng giá trị đại số dòng điện tại một nút bằng không, tức là tại một nút của mạch điện mà chúng ta đã tìm hiểu ở video trước, thì tổng giá trị đại số của dòng điện tại một nút này sẽ bằng không. Và chúng ta quy ước đó là dòng điện đi vào nút có giá trị dương và dòng điện đi ra khỏi nút có giá trị là âm, thì tổng giá trị đại số của dòng điện tại một nút nào đó mà chúng ta đang xét nó sẽ có giá trị là bằng bằng không. Và cách phát biểu thứ hai nó là theo phương pháp số học. Thì cách phát biểu này đó là tổng giá trị dòng điện vào nút bằng tổng giá trị dòng điện ra khỏi nút. Để áp dụng phương pháp này thì chúng ta sẽ quy ước là dòng điện nào đi vào nút và dòng điện nào đi ra khỏi nút. Thì việc quy ước này là do chúng ta quy ước tại một nút, chúng ta quy ước chiều dòng điện đi vào hay là đi ra khỏi nút. Thì tổng giá trị dòng điện đi vào sẽ bằng tổng giá trị dòng điện đi ra khỏi nút đối với cách phát biểu theo phương pháp số học này. Và trong quá trình giải mạch điện, chúng ta sẽ tùy ý chọn hướng di chuyển cho dòng điện trên nhánh như vừa trình bày ở trên. Tức là chúng ta nhìn vào mạch điện, chúng ta quy ước chiều dòng điện đi vào một nút hay là đi ra khỏi nút là do chúng ta quy ước. Tuy nhiên, sau khi tính toán xong, nếu giá trị dòng điện tính được là giá trị dương, thì xem như cái chiều mà chúng ta đã quy ước trước đó nó đúng với cái hướng mà chúng ta đã chọn. Ngược lại, nếu giá trị dòng điện mà chúng ta tính được có giá trị âm, thì chiều dòng điện chúng ta quy ước trước đó nó sẽ có hướng là ngược lại với cái hướng đã chọn, thì lúc đó mới là cái chiều thực tế của dòng điện. Chúng ta lưu ý điều này. Ví dụ đối với định lực Kirchhoff một, chúng ta sẽ có một mạch điện như hình. Thì người ta kêu chúng ta là sẽ viết cái phương trình mạch điện cho việc áp dụng định lực Kirchhoff một này. Thì định lực Kirchhoff một đó là định lực mà xác định là tại một nút thì chúng ta cho ba dòng điện, chúng ta cho ba dòng điện I1, I2 và I3. Thì trên hình chúng ta thấy là I1 sẽ đi vào nút A, I3 và I2, I3 và I2 sẽ đi ra khỏi nút A. Thì như vừa mới trình bày, cái chiều của dòng điện là cái chiều mà do chúng ta quy ước, mà chúng ta có thể quy ước ngược lại hay chiều tùy ý là do chúng ta. Nên trong lúc giải mạch chúng ta có thể chọn cái chiều ngẫu nhiên ra hay vào cái nút này, đó là do chúng ta quy ước. Và sau khi chúng ta tính toán nếu giá trị của các dòng điện này nó là dương thì cái chiều mà chúng ta quy ước là đúng đúng với cái thực tế. Còn nếu giá trị dòng điện mà chúng ta tính là âm thì cái chiều mà chúng ta quy ước nó sẽ có chiều ngược lại so với chiều thực tế ở mạch điện. Như vậy với cái chiều mà chúng ta quy ước này thì chúng ta có được cái phương trình mạch điện đó là I1, I1 là đi vào nút, trừ cho I2 và trừ cho I3 sẽ bằng không. Tức là cái cách phát biểu đó là gì? Tổng giá trị đại số của một dòng điện sẽ bằng bằng không. Hoặc là đối với cái cách phát biểu thứ hai đó là gì? Tổng giá trị vào nút sẽ bằng tổng giá trị ra khỏi nút của các giá trị dòng điện. Như vậy chúng ta quan sát ở nút A này, chúng ta thấy là I1 là đi đi vào
và chúng ta có y, y 2 và y 3 là đi ra khỏi nút, cho nên chúng ta có y 1 sẽ bằng y 2 cộng cộng cho y 3. Đó là phương trình mạch điện đối với việc áp dụng cái định lực Kirchhoff 1. Chúng ta tìm hiểu sang định lực Kirchhoff 2. Định lực Kirchhoff 2 là định lực bảo toàn điện áp trong một vòng, và cách phát biểu thì cũng tương tự như là cái định lực Kirchhoff 1, tức là chúng ta cũng có hai cách phát biểu tương đương liên quan đến cái phát biểu theo phương pháp đại số hoặc là phát biểu theo phương pháp số học. Chúng ta xem cái phương pháp phát biểu theo đại số, đó là tổng giá trị đại số điện áp dọc theo một vòng bằng 0. Thì cũng giống như dòng điện, chúng ta ở đây là chọn chiều của cái vòng cần khảo sát. Và khi mà chúng ta tính toán, thì nếu điện áp trên cái phần tử cùng chiều với vòng được chọn thì nó có giá trị là dương, và cái chiều ngược lại thì nó có giá trị là âm so với cái chiều của cái vòng mà chúng ta đã chọn ban đầu. Và cách phát biểu thứ hai, đó là phát biểu theo phương pháp số học của định lực Kirchhoff 2, đó là tổng điện áp cung cấp bằng tổng điện áp rơi trên các phần tử tiêu thụ, tức là điện áp tổng bằng tổng thành phần của các điện áp trên các phần tử có trong mạch. Đó là cách phát biểu thứ hai theo phương pháp số học. Ví dụ chúng ta cũng có mạch điện tương tự như mạch điện trước, và chúng ta sẽ viết cái phương trình mạch điện cho việc áp dụng định lực Kirchhoff 2. Thì để viết được cái phương trình mạch điện này thì chúng ta cũng sẽ chọn cái vòng, chọn cái vòng, và đồng thời chúng ta cũng quy ước cái chiều của cái vòng mà chúng ta chọn. Thì giả sử ở trên hình này thì chúng ta chọn cái chiều của cái vòng như chúng ta quan sát thấy, và đồng thời chúng ta cũng giả sử là có y 1 đi vào A và y 2, y 3 đi ra khỏi nút A. Như vậy chúng ta sẽ có được cái phương trình mạch điện liên quan. Chúng ta xét tại vòng 1, tại vòng 1 đây chúng ta thấy vòng 1 là đi theo chiều cùng chiều với chiều kim đồng hồ. Như vậy thì ta thấy là đối với cái vòng này chúng ta có là gì? Đối với cái điện áp, cái nguồn điện áp này thì chúng ta gọi là U1. Như vậy chúng thấy cái chiều này nó sẽ đi từ âm sang dương, đi từ âm sang dương, cho nên là nó sẽ đi ngược ngược với cái áp áp này, cho nên chúng ta có là trừ trừ U1, trừ U1. Và tiếp tục nó sẽ đi qua cái điện trở R1 này, cho nên là nó sẽ thuận chiều, thành ra chúng ta có là cộng UR1, tức là cộng điện áp qua điện trở R1 này và tiếp tục đi qua R3 này. Thì đối với cái chiều mà chúng ta đang quy ước của cái vòng này thì chúng ta thấy dòng điện cũng đang thuận chiều. Như vậy tiếp tục là cộng cho UR3, tức là cộng cho điện áp đi qua điện trở R3 này sẽ bằng 0. Hoặc là chúng ta có một cái cách viết nữa, đó là UR1 cộng UR3 sẽ bằng U1. Thật ra cách này cũng là cách là như trên thôi, chúng ta chuyển quế qua thôi. Một trong hai cách phát biểu mà chúng ta đã vừa tìm hiểu. Đối với vòng 2, vòng thứ hai thì chúng ta cũng có được là gì? Chúng ta có cái vòng chúng ta quy ước lại chiều này. Như vậy so với cái điện áp đi qua điện trở R3 thì nó sẽ ngược chiều đối với cái dòng điện I3 đang đi xuống. Và so với điện trở R2 thì nó sẽ cùng chiều. Cho nên chúng ta có là UR2 trừ UR3 sẽ bằng 0. Chúng ta sang một cái ví dụ, đó là chúng ta áp dụng định lực Kirchhoff để chúng ta tìm các cái giá trị dòng điện I1, I2 và I3. Thì chúng ta thấy cái mạch này cũng tương tự như hai cái mạch mà chúng ta vừa phân tích. Và bây giờ chúng ta sẽ tính toán cụ thể. Thì chúng ta có đối với cái định lực Kirchhoff 1 tại nút A thì chúng ta có là I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Nó là dòng điện vào nút thì dương, ra con nút là âm, cho nên chúng ta có cái phương trình mạch điện này I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Và tiếp tục đối với cái vòng thứ nhất này, giống như nãy chúng ta đã phân tích rồi, đó là chúng ta có UR1 cộng cho UR3 bằng cho U1. Và chúng ta có ở cái vòng thứ hai này, chúng ta có là UR2 điện áp qua điện trở R2 này là cùng chiều.
chúng ta đối với R3 thì ngược chiều, cho nên chúng ta có là trừ U3 sẽ bằng bằng 0. Như vậy chúng ta có được ba cái phương trình mạch điện này, và chúng ta sẽ thế thế giá trị vào. Rồi chúng ta thế cái điện trở là 10 kilo ohm, tức là bằng 10 ngàn ohm. Chúng ta thế vào cho hai cái phương trình điện áp U bằng R nhân cho I, là chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình có các cái biến số, có các cản số tương ứng là I1, I2 và I3. Chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này, chúng ta sẽ tìm được các giá trị là I1, I2 và I3 tương ứng. Thì để giải phương trình này, chúng ta cũng có nhiều cách để giải, là chúng ta dùng phương pháp khử hoặc là chúng ta dùng phương pháp thay thế tùy theo chúng ta giải. Và chúng ta cũng có thể giải bằng ứng dụng MATLAB. Nếu các bạn giải bằng ứng dụng MATLAB thì các bạn cũng xem lại các video trước đó của tôi đã hướng dẫn cái cách mà chúng ta giải cái phương trình mạch điện bằng MATLAB. Chúng ta sẽ nhập vào hai cái mặt trận, một cái mặt trận là các cái hệ số tương ứng với các cái biến I1, I2 và I3, và một mặt trận tương ứng với các cái hệ số ở phía bên phải của cái hệ phương trình này. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái phép toán chia chia của hệ số bên đây cho hệ số bên đây. Chúng ta sẽ ra được cái kết quả là các cái giá trị của I1, I2 và I3 mà chúng ta cần cần tìm. Các bạn sẽ tự giải để tìm được cái giá trị của ba dòng điện I1, I2, I3 tương ứng. Chúng ta xem một cái ví dụ thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái ví dụ thứ hai. Thì trong cái ví dụ này cũng yêu cầu chúng ta tìm các cái dòng điện I1, I2 và I3. Thì chúng ta thấy đối với cái phương trình mạch điện mà đối với mạch điện mà chúng ta quan sát thì nó sẽ cũng hơi phức tạp hơn nhiều. Thoạt nhìn chúng ta thấy nó cũng rất phức tạp, bao gồm rất nhiều cái linh kiện, có tổng cộng là 6 điện trở và hai nguồn áp. Và tuy nhiên chúng ta cứ áp dụng các định lực Kirchhoff mà chúng ta vừa phân tích, chúng ta áp dụng vào từ từ, tập trung vào lần lượt thôi. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy là các dòng điện I1, I2 và I3. Ở đây giả sử là chúng ta đã chọn cái chiều I1 đi vào nút A, I2 và I3 đi ra khỏi nút A, và cái chiều của hai cái vòng thứ nhất và cái vòng thứ hai như chúng ta thấy trên hình. Như lần lượt chúng ta sẽ xác định được các cái giá trị liên quan. Thứ nhất là tại nút A chúng ta áp dụng cái lực Kirchhoff 1. Thì tại nút A đây chúng ta có là I1 trừ I2 trừ I3 sẽ bằng bằng 0. Và định lực Kirchhoff 2 tại vòng thứ nhất này chúng ta cũng sẽ có là UR1 cộng UR2 cộng UR3 cộng UR4 và trừ cho V1 ở đây ngược chiều, chúng ta trừ V1 bằng bằng 0. Tiếp tục chúng ta áp dụng định lực Kirchhoff 2 tại vòng thứ hai này thì chúng ta cũng sẽ có được các giá trị, đó là trừ UR3 trừ UR4 cộng UR5 cộng UR6 và cộng cho V2 này, V2 này thuận chiều, cộng cho V2 này thì chiều chúng ta thấy như vậy, cộng V2 bằng bằng 0. Nhưng chúng ta có được các cái phương trình liên quan đến cái nút A cũng như là tại vòng 1 và vòng 2 thì chúng ta thế vào, chúng ta thế cái giá trị của điện trở tương ứng vào ở các cái phương trình liên quan. Và sau khi thế vào chúng ta sẽ rút gọn lại, ở đây là 10I1 chúng ta cộng lại 10I3, I3 chúng ta cộng lại, cũng như dưới đây chúng ta có I3 và I2 chúng ta cộng lại, thì cuối cùng chúng ta có được cái hệ phương trình đó là I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0, 20I1 cộng 20I3 bằng 12 và trừ 20I3 cộng 20I2 bằng trừ 12. Chúng ta cũng giải cái hệ phương trình này theo phương pháp mà chúng ta thấy dễ nhất, quen nhất đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ thực hiện giải hệ phương trình này. Chúng ta sẽ tìm được các giá trị của dòng điện I1, I2 và I3 tương ứng. Thì việc giải cái phương trình này, giải hệ phương trình này thì các bạn chúng ta sẽ tự thực hiện việc giải hệ phương trình. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu một cái ví dụ kế tiếp nữa, đó là tìm dòng điện I và điện áp UAB trong mạch điện mà chúng ta thấy trên hình. Thì đối với cái mạch điện này chúng ta thấy là cái độ phức tạp nó cũng đã tăng lên rất nhiều. Theo như trên sơ đồ mạch điện
thì yêu cầu tìm dòng điện Y, tức là tìm dòng điện ở tại đây, tức là dòng điện đi qua từ nút E đến nút B. Chúng ta sẽ tìm dòng điện đi đi qua cái nhánh EB này, và chúng ta tìm điện áp U qua B. U qua B tức là điện áp đi qua giữa nút A cho đến nút nút B đây. Như vậy lần lượt chúng ta sẽ áp dụng các định lực Kirchhoff 1 và Kirchhoff 2 để chúng ta tìm cái dòng điện Y tương ứng. Vậy chúng ta sẽ tìm cái dòng điện Y trước. Nhưng để tìm Y thì chúng ta sẽ lần lượt là xác định, chúng ta xem xét tại nút E. Tại nút E thì tại nút E có gì, chúng ta lần lượt chúng ta phân tích. Thì đối với định lực Kirchhoff 1, tại nút E chúng ta sẽ có là gì? Trừ Y. Trừ Y tức là chúng ta có dòng điện Y đây đi ra khỏi nút, cho nên là trừ trừ Y. Và trừ Y của ES, IES đây. IES tức là dòng điện cũng xuất phát từ E đi đến S, cho nên đi ra khỏi nút thì ở đây cũng mang dấu dấu trừ. Và chúng ta cộng cho IDE. IDE DE tức là dòng điện đi từ D đến E, cho nên cái dòng điện IDE này là dòng điện đi vào nút E, cho nên là cộng IDE bằng bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có một phương trình tại cái nút E. Lần lượt chúng ta sẽ tiếp tại nút D. Tại nút D đây, chúng ta xem tại nút D chúng ta có cái giá trị gì đây. Thì tại nút D đây chúng ta có là IR3. R3 ở đâu? Ở đây, R3 ở đây. Chúng ta có IR3 tức là dòng điện Y đi vào. IR3 tức là đi vào nút D là dương, cho nên chúng ta có IR3. Tiếp tục là trừ IDE, đây IDE là dòng điện đi ra khỏi cái nút nút D này, cho nên chúng ta có là trừ IDE. Và chúng ta cộng cho ICD, cộng cho ICD. ICD là dòng điện đi từ nút C sang nút D đây, cho nên xét tại nút nút D này thì dòng điện ICD là đi vào D, cho nên chúng ta có là cộng ICD. Và cuối cùng chúng ta có là gì? Trừ cho 1A đây. Trừ 1A đây tức là dòng điện đi ra khỏi nút D, đi từ đây xuống xuống đây, đi ra khỏi nút D, cho nên chúng ta có là trừ trừ 1 bằng bằng 0. Chúng ta được hai phương trình. Và đó cái phương trình thứ hai này chúng ta sẽ rút gọn lại, đó là chúng ta thế vào thì IR3 chúng ta thấy IR3 đây đó là 1A. Ở đây là thì đề bài đã cho sẵn rồi, IR3 là 1 1A. Chúng ta viết lại là trừ IDE, trừ IDE. Và chúng ta cộng cho ICD. Thì ICD đây. Thì ICD đây là chúng ta có đây, điện áp này là cho 6V và điện trở là 3 ohm, cho nên ICD sẽ bằng điện áp 6V chia cho điện trở 3 ohm sẽ bằng 2 A. Và chúng ta trừ trừ 1 bằng bằng 0. Và cuối cùng chúng ta xác định được dòng điện IDE sẽ bằng 2 A. IDE bằng 2 A. Nhưng mà chúng ta sẽ thế cái IDE vào lại cái phương trình thứ nhất này. Chúng ta thế IDE bằng 2 A vào phương trình thứ nhất này. Thì thế vào đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm được cái dòng điện Y đây. IDE thế vào đây chúng ta có là trừ Y. Trừ Y và trừ cho IAF. Như vậy IAF chúng ta quan sát IAF. Rồi IAF là đây. IAF là dòng điện đi qua cái hướng là từ E đến F. Như vậy chúng ta là gì, có ở đây điện áp 12V chia cho điện trở này 4 ohm, như vậy chúng ta có là trừ trừ cho 3, và IDE là bằng 2 ở ở phương trình trên, chúng ta véo vào là 2. Thì cuối cùng chúng ta xác định được cái dòng điện Y này sẽ bằng trừ trừ 1 A. Như vậy chúng ta đã tìm được cái giá trị của dòng điện Y này sẽ bằng trừ trừ 1 A. Chúng ta đã giải quyết được phần nửa bài toán. Và bước kế tiếp chúng ta sẽ tìm cái điện áp UAB. Chúng ta sẽ tìm điện áp UAB. Vì UAB chúng ta xem xét UAB là điện áp đi từ cái nút A này cho đến cái nút nút B. Như chúng ta sẽ xét là cái vòng ACDEB. Chúng ta xét cái vòng này sẽ có gì đây? Có UAB. UAB tức là điện điện áp tổng. Chúng ta xem như là điện áp tổng sẽ bằng tổng điện áp rơi trên các phần tử tiêu thụ. Thì những cái điện áp thành phần đó là gì? Là UAC cộng cho UCD
cộng cho U dE và cộng cho U e EB, thì chúng ta có được cái phương trình điện áp này. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta xét tại cái nút C ở đây, chúng ta xét tại nút C áp dụng điện lực kiểm một, thì chúng ta sẽ có là gì? Tại nút C này chúng ta có dòng điện này là 3A, dòng điện đi vào nút C trên chúng ta có sẽ 3 ở đây, và chúng ta trừ cho ICY. ICY đó là dòng điện đi khỏi nút C đến nút D này, cho nên chúng ta trừ ICY, và chúng ta cộng cho IAC tức là dòng điện đi từ A đến C, tức là dòng điện đi đi vào nút C sẽ bằng bằng 0. Vì ta sẽ IAC sẽ bằng là trừ 3, chúng ta chuyển vế qua trừ 3, và cộng cho ICY. ICY đây, ICY chính là cái dòng điện đi qua nút nút C và nút D, sẽ bằng điện áp 6V chia cho R2 3 bơm. Như vậy cuối cùng chúng ta có là 2A, và chúng ta xác định được IAC sẽ bằng trừ 1A. Như vậy chúng ta sẽ thay IAC này vào cái phương trình thứ hai trên đây, chúng ta sẽ có được lần lượt là UAB sẽ bằng UAC, thì UAC chính bằng là IAC nhân cho cái điện trở đi qua nút A và C, điện trở là 2 ohm, chúng ta có trừ 1 nhân 2, cộng UCY. UCY đây sẽ bằng 6V. Tiếp tục cộng cho UYE. UYE là đây, UYE này sẽ bằng là IYE. IYE là trước đó chúng ta sẽ tìm được bằng 2A, và nhân cho điện trở là 6 ohm, và chúng ta cộng cho UEB. UEB ở đây, UEB UEB sẽ là cái nguồn đây, UEB đây là âm, như vậy chúng ta cộng cho trừ trừ 12. Như vậy chúng ta cuối cùng chúng ta xác định được UEB sẽ bằng là 4V. Như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết được xong bài toán, chúng ta đã tìm được cái giá trị của dòng điện I cũng như là điện áp UEB. Rồi chúng ta có một ví dụ kế tiếp, đó là yêu cầu bài toán là tìm cái dòng điện đi qua điện trở 8 ohm trong mạch mà chúng ta quan sát thấy. Như vậy chúng ta thấy đây là điện trở 8 ohm, yêu cầu đề bài là tìm cái dòng điện đi qua điện trở này. Như vậy chúng ta sẽ phân tích cái đề bài. Thì trong mạch này chúng ta quan sát thấy là trong mạch có một cái nguồn dòng và một cái nguồn áp. Như vậy vừa nguồn dòng và vừa cái nguồn áp, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ biến đổi hoặc là về cùng loại nguồn dòng hoặc là về cùng loại cái nguồn áp để chúng ta dễ dàng giải cái mạch điện cùng một cái loại nguồn. Thì để biến đổi được cái nguồn dòng về nguồn áp hoặc là nguồn áp về cái nguồn dòng, thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp gọi là phương pháp tương đương của mạch Thiveni và Norton. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu mạch Thiveni là gì và mạch Norton là gì. Thì định nghĩa mạch Thiveni là mạch gồm một nguồn áp, chúng ta gọi là VT, tức là điện áp Thiveni, sẽ kết nối với một điện trở RT, tức là điện trở Thiveni, một nguồn áp ghép nó tiếp với cái điện trở Thiveni. Ví dụ ở đây là một cái dạng mạch ta gọi là mạch Thiveni, tức là bao gồm một cái nguồn áp mắc nối tiếp với một cái điện trở. Tiếp tục chúng ta áp dụng cái định lực Kirchhoff 2 cho mạch điện mà chúng ta vừa phân tích. Áp dụng định lực Kirchhoff 2 thì cái vòng chúng ta đang quy ước là theo cái chiều thuận chiều trên đồng hồ, thì chúng ta có là gì? Đi qua cái nguồn đây thì chúng ta thấy là xét cái nguồn này trước, V, V là thuận chiều, chúng ta có V đi qua cái nguồn này, nguồn VT ngược chiều, đi từ âm sang dương là ngược chiều, chúng ta có là trừ VT, và đi qua cái nguồn V1 này là đi từ dương sang âm thuận chiều, cho nên là cộng V1 bằng bằng 0. Cho đây chúng ta suy ra là V bằng VT trừ cho V V1, hay là V sẽ bằng VT trừ cho V1, thì V1 trong lúc này nó sẽ chính là dòng điện I nhân cho RT. Thì đây là phương trình điện áp của mạch Thiveni mà chúng ta mới vừa phân tích được. Chúng ta kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về mạch Norton. Thì mạch Norton là bao gồm một cái nguồn dòng kêu là IN ghép song song với một cái điện trở gọi là RN. Đây là một cái dạng mạch Norton.
bao gồm cái nguồn dòng IN ghép song song với một điện trở RN, thì chúng ta cũng sẽ xem xét cái mạch điện này. Để xem xét thì chúng ta sẽ dùng cái định lực Kirchhoff 1 tại cái nút đây, chúng ta tại nút này thì chúng ta có là cái dòng điện IN đi vào nút và trừ cho dòng điện I1 cũng như là trừ dòng điện I đi ra khỏi nút bằng bằng 0. Tại đây chúng ta xác định được I1 sẽ bằng IN trừ I, chúng ta chuyển vế qua thôi. Và theo định lực ôm thì chúng ta có là gì? V đây. Chúng ta có V sẽ bằng VRN, tức là điện áp V này cũng chính là điện áp đi qua điện trở RN này, cho nên chúng ta có V thì bằng VRN. Và VRN này chính là cái dòng điện I1 này nhân cho điện trở RN, nhân điện trở RN. Và I1 này thì chúng ta thấy là gì? I1 chính là IN trừ chi, nên chúng ta thấy thế vào và chúng ta tiếp tục nhân vào, nhân vào cho bằng IN RN trừ cho I nhân cho RN. Thì đây là phương trình điện áp của mạch nội tâm mà chúng ta vừa tìm được. Như vậy chúng ta thấy là gì? Để phương trình 1 và phương trình 2, tức là phương trình điện áp của mạch Thiveni và phương trình điện áp của mạch nội tâm bằng nhau, hay là V sẽ bằng VT trừ I nhân cho RT sẽ bằng cho IN nhân cho RN trừ I nhân cho RN, tức là chúng ta cho hai vế của phương trình 1 và phương trình 2 bằng nhau, và cuối cùng chúng ta sẽ đồng dạng hai phương trình này thì chúng ta có được là VT sẽ bằng IN nhân cho RN và RT sẽ bằng RN. Thì đây chính là cái phương trình có thể hiện cái sự liên quan, cái sự quan hệ giữa mạch nội tâm và mạch Thiveni, là mạch nội tâm và mạch Thiveni, hai mạch này tương đương nhau thông qua cái phương trình mạch điện này. Quay trở lại ví dụ mà chúng ta đã đặt ra trước đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm dòng điện qua điện trở 8 ohm. Do đó để giải quyết cái bài toán này, chúng ta sẽ áp dụng mạch tương đương Thiveni và nội tâm để chúng ta đưa về cùng một loại nguồn hoặc là cùng một loại dòng. Chúng ta gom lại là chúng ta chuyển cái điện trở 8 ohm này đi qua đây, thành ra điện trở 8 ohm chúng ta đưa vào đây, rồi cuối cùng chúng ta còn lại hai cái nguồn này nằm kế nhau, và do đó chúng ta sẽ chuyển từ cái nguồn áp mắc nối tiếp của điện trở này thành một cái nguồn thành một cái nguồn dòng mắc song song với điện trở, đó là mạch tương đương Thiveni và mạch nội tâm. Như vậy để chuyển đổi thì chúng thấy là gì? Cái nguồn áp mắc nối tiếp với điện trở thì nó sẽ tương đương là cái nguồn dòng mắc song song với điện trở. Cho nên đây cái nguồn áp là 50V mắc nối tiếp với điện trở. Chúng ta chuyển sang mạch tương đương nội tâm, nó chính là cái nguồn nguồn dòng 5V nhân cho điện trở là 10 ohm, là song song, tức là song song theo cái công thức mà chúng ta đã xác định trước đó. VT sẽ bằng IN nhân cho RN và RT thì bằng RN, tức là hai cái điện trở này sẽ bằng nhau, hai điện trở nó bằng nhau. Chúng ta có được hai mạch tương đương này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ giải cái mạch tương đương này. Như vậy đối với cái mạch tương đương này, cái điện trở 10 ohm song song, chúng ta chuyển về phía trước luôn, chúng ta chuyển về phía trước gom lại thành ba cái điện trở này mà song song, và chúng ta sẽ tính cái điện trở tương đương của ba cái điện trở này 10 ohm, 8 ohm và 6 ohm. Chúng ta tính được cái giá trị điện trở tương đương sẽ bằng là 120 ohm chia cho 47. Mạch chúng ta sẽ gọn lại, chúng ta có được cái mạch chúng ta thấy đây. Đây. Thì tại mạch này chúng ta sẽ tìm cái điện áp qua cái điện trở tương đương này, chúng ta sẽ tìm điện áp qua điện trở tương đương này. Thì điện áp U chúng ta gọi là UR tương đương thì sẽ bằng dòng điện I nhân cho điện trở tương đương này. Thì dòng điện I này sẽ chính là đi ra khỏi nút A, như vậy sẽ bằng hai dòng điện đi vào, chính là dòng điện 1A và dòng điện 5A này, cho nên 1 cộng 5 nhân cho điện trở tương đương là 120 chia cho 4 47,
thì cuối cùng chúng ta có được là 720 chia 47V. Thì đến đây chúng ta sẽ tìm được cái dòng điện đi qua điện trở 8 ohm. Dòng điện đi qua điện trở 8 ohm sẽ cũng chính là cái điện áp đi qua cái R tương đương mà chia cho 8 8 ohm. Nó sẽ bằng 720 chia 47 nhân 8 này, thì cuối cùng kết quả chúng ta có được là 1,915 ampe. Do các điện trở đấu song song cho nên là điện áp nó sẽ bằng bằng nhau. Do đó chúng ta tìm được cái giá trị dòng điện đi qua cái điện trở 8 ohm theo yêu cầu của đề bài. Rồi một cái phương pháp giải mạch nữa, đó là phương pháp biến đổi điện trở từ dạng sao và sang dạng tam giác. Nếu trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái mạch điện có cái dạng mắt hình sao như vậy mà đôi khi nó phức tạp quá để chúng ta tính toán, thì chúng ta có thể chuyển nó về cái dạng mắt tam giác này. Để chuyển được thì chúng ta sẽ có cái công thức tương ứng, tức là R chúng ta xác định RAB, RBC và RCA. Lần lượt chúng ta xác định được RAB sẽ bằng RA cộng RB cộng cho RA nhân RB chia RC, hay là RBC sẽ bằng RB cộng RC cộng cho RB nhân RC chia RA, và cuối cùng RCA sẽ bằng RA cộng RC cộng cho RA nhân RC chia RB. Thì chúng ta xác định được ba cái điện trở của cái mạch mà có cái dạng tam giác, rồi từ đó chúng ta sẽ tính toán tiếp tục nữa. Và cái dạng thứ tư, cái phương pháp thứ tư, đó là chúng ta sẽ làm ngược lại, đó là chúng ta biến đổi cái điện trở từ dạng tam giác sang dạng sao. Thì nếu trường hợp cái mạch cho chúng ta là cái dạng tam giác, tuy nhiên chúng ta cũng không đủ cái dữ kiện để chúng ta tính toán cho mạch, thì chúng ta có thể biến đổi nó về cái dạng là hình sao. Thì để biến đổi được, chúng ta cũng áp dụng cái công thức, đó là RA, RB, RC. Chúng ta lần lượt tìm giá trị điện trở ở đây. Chúng ta có RA sẽ bằng RCA nhân RAB chia cho RAB cộng RBC cộng RCA. Tương ứng chúng ta tính được RB sẽ bằng RAB nhân RBC chia cho RAB cộng RBC cộng RCA. Và cuối cùng chúng ta tìm được RC sẽ bằng RBC nhân RCA chia cho RAB cộng RBC cộng RCA. Thì đây là một số cái phương pháp giải mạch cơ bản mà các bạn cần phải nắm để tính toán mạch điện một chiều. Có rất nhiều cái phương pháp giải, tuy nhiên chúng ta nếu mà chúng ta nắm vững bốn cái phương pháp này thì chúng ta có thể nói là chúng ta cũng có thể giải được bất cứ cái mạch điện một chiều nào. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.